Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm cái món khoai tây chiên. Cái khoai tây còn tươi mình về mình tự cắt ra rồi mình chiên. Tối nay gia đình mình ăn cái món khoai tây chiên với steak. Đây, giờ mình bào khoai tây đây. Nay mình làm ba củ. Xíu muối vào. Mình để cho nó thấm nước, nó khô. Chút rồi mình chiên.
Mời ăn con. Đây là phen phai đã làm xong. Ba làm ngon lắm. No chưa? No lắm. Ngon không? Ngon. Ăn phen phai thêm đi. Rồi thì chào mọi người kìa. Cảm ơn mọi người đã xem kênh Hoàng Family TV kìa. Remember like, share, subscribe the video. Bye bye mọi người nha.